Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý phụ, các bạn chị em thân mến, cùng với các tín hữu Kitô giáo, đặc biệt người Công giáo trên khắp thế giới, tối hôm nay chúng ta mừng lễ phỏng Chúa Giáng sinh. Chúng ta một lần nữa nhắc nhở nhau về một nhiệm ngôi hai là người. Cảm ơn Chúa không những vì con người nhập thể và những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta trong thời gian qua trong năm 2017. Một lần nữa chúng ta cũng nhận thấy rằng trước tình yêu của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, chúng ta còn những rất nhiều yếu kém. Vì thế giờ đây chúng ta dành đôi phút để xét mình để xứng đáng cử hành một nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và những đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
Lạy Chúa, hàng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trong đời chờ ơn cứu độ. Giờ đây chúng con đang vui vẻ đón mừng con một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau khi thấy người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi buồn. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui mừng.